Ngày 16 tháng 5 năm 2019, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 5, Công an phường Tân Định nhận được tin báo của một phụ nữ 34 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh về vụ đốt xe xảy ra trên quốc lộ 13. Người phụ nữ khai nhận là chủ một quán cà phê ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, có quen biết với một thanh niên 33 tuổi ở tỉnh Sóc Trăng. Tối 15 tháng 5, thanh niên này đến quán cà phê và nhậu, sau đó dùng xe máy SH chở chị về thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau đó, nam thanh niên dừng xe trên vỉa hè quốc lộ 13 và hai người tiếp tục cãi vã. Người phụ nữ không chịu đi cùng xe với nam thanh niên nữa mà đi bộ dọc quốc lộ 13. Bực tức, anh ta mở cốp xe rồi bật lửa phóng hỏa vào bình xăng khiến chiếc xe bị cháy rụi. Mùi giờ tối trong nhà ra cái nghe chó sủa ra thấy phật nó cháy, cái đầu kéo mấy anh em kéo nước ra chỗ thì nó tắt vậy đó. Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2019, sau khi lấy lời khai của những người liên quan, Công an thị xã Bến Cát đã đưa xác chiếc xe máy SH về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.